Đó, tương tự với sự kiện của Dasira, tức là các bạn thám hiểm dưới sâu dưới đại dương. Thì cuối cùng phần quà của Dasira nó là cái khung rất là đẹp ha các bạn. Và với sự kiện này thì phần thưởng và đây là cái giá phải trả khi các bạn muốn sở hữu cái khung độc quyền giống lúc lúc nãy mình đã cho các bạn xem. Đây là cái giá phải trả ha. Còn đối với những người chơi free thì chúng ta chỉ cần làm như
là các bạn đổi sheet đỏ. Đây các bạn, sheet đỏ thì các bạn tốn tới 65 thì quá nhiều thứ để chúng ta có thể thưởng thức. Chỉ có hơi đáng tiếc một điều, cái skin này là nó không cho chúng ta, nó không có mở bán dài hạn, cũng như là nó không cho nhận được từ sự kiện, các bạn bắt buộc phải mua. Rồi, và chúng ta lại chứng kiến thêm một màn hút máu ngoạn mục của Lilith các bạn, tức là cái mở khóa khung đặc biệt này các bạn, giống như khung Desira, nhưng mà mình thấy khung Desira nhìn nó sang hơn khung này các bạn. Khung này nhìn nó sao sao ấy, và khung này nó hơi to nên nó sẽ bóp, mình nghĩ là nó sẽ bóp hơi khá nhiều hình ảnh của tướng các bạn. Chỉ có một số hình ảnh của tướng là phù hợp với khung này thôi, không phải hình ảnh nào cũng phù hợp với khung các bạn. Khung này có một số hình ảnh của tướng khi cho vào thì nó sẽ bị mất, bị che. Ngoài ra thì mình thấy thêm một cái kiểu làm ăn mới, đó là cái kiểu bong bóng chat này các bạn. Thấy bong bóng chat, một cái bong bóng chat thôi mà bán với giá trên trời luôn các bạn ha, kinh khủng. Nhưng mà phải nói ngồi cái khung cũng như bong bóng chat thì chúng ta sẽ còn nhận thêm được một số phần thưởng khác. Đây nè các bạn, đá T3 rồi, trang bị khắc ấn. Bên này thì chúng ta có rương với rất nhiều lựa chọn các bạn, bên này cũng vậy. Chứ không phải là chúng ta chỉ có khung không nha các bạn. Nói khung không thì hơi quá, chúng ta cũng có nhận được rất là nhiều, nhận tất cả các phần thưởng luôn nha các bạn. Rất là nhiều, không hề ít nha. Tính ra là nó bán tài nguyên kèm với khung, hoặc là theo một cái kiểu mà người ta hay nói là bán bia kèm lạc á các bạn.
nhưng mà tài nguyên không thì chưa đủ độ mê hoặc để người khác mua, thì có thêm cái khung chứng tỏ sự độc quyền. Các bạn, khung này dạng như khung độc quyền rồi, tự như khung của Desira lần trước, khung này với lại bong bóng chat kiểu như độc quyền rồi. Các bạn, các bạn lên kênh chat, các bạn thả cái bong bóng chat này rồi các bạn cho thấy cái khung này là tất cả mọi người xung quanh đều phải chăm trồ liền. $1,800 các bạn. Mình cho giá đô là 24.000 đi. Rẻ lắm các bạn, đâu đó vài chục triệu. Ok, và video của mình ở đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.